Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video review sản phẩm của Vinmark. Trong chuỗi các video review các sản phẩm về máy nông nghiệp thì ngày hôm nay mình sẽ lên cho các bạn một model tiếp theo, một sản phẩm tiền sơ dừa băm các chế phẩm sinh học. Rất là nhỏ gọn với kích thước chiều cao chỉ là 1m16 thôi. Sản phẩm này nó sẽ không chiếm quá nhiều diện tích trong gia đình của chúng ta. Mình sẽ đi qua điểm qua các bộ phận của máy. Như các bạn nhìn thấy ở đây thì đầu tiên đó là phần khung này, rất là chắc chắn, có kết hợp bánh xe giúp việc di chuyển sẽ trở nên dễ dàng hơn. Động cơ sẽ được nằm ở bên dưới. Cái này thì chúng ta đang sử dụng động cơ 3.5 kW với điện 220V và motor là 100% vào dây đồng, nên là khi các bạn mua hàng thì các bạn hoàn toàn yên tâm với sản phẩm và sẽ được bảo hành chính hãng bởi Vinmark trong vòng 1 năm. Ở đây thì mình sẽ có ra của nguyên liệu sau khi chúng ta đã băm miền. Ở bên trên đây là cửa nạp nguyên liệu. Chúng ta sẽ cho nguyên liệu vào đây. Mình có thể là cho quả dừa, cho dơm. Ngoài ra thì các chế phẩm khác thì mình cũng đều có thể cho vào chiếc máy này. Buồng băm này, phần dao băm này. Quá trình sử dụng máy sau một thời gian dài thì mọi người hoàn toàn yên tâm là những cái kiện, những cái dao này thì bên mình có bán rồi để mọi người thay thế. Cửa nạp nguyên liệu này có đường kính là khoảng 40 cm. Và ở bên trong đây thì cửa nạp nhỏ bên dưới này thì nó sẽ là khoảng 22. Với động cơ 3.5 kW, 1 giờ chúng ta có thể băm nghiền được khoảng từ 500 đến 700 kg vào nguyên liệu của chúng ta. Chiếc máy này rất là nhỏ gọn và tiện dụng, phù hợp cho các gia đình với chi phí bỏ ra không quá lớn mà chúng ta có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng của gia đình mình. Một sản phẩm máy băm nghiền đa năng được sử dụng rộng rãi trong các gia đình, trong các phân xưởng có quy mô vừa và nhỏ. Chiếc máy này có thực sự hiệu quả và nó có lợi ích giống như những gì mình đã liệt kê. Thì bây giờ các bạn hãy cùng mình trải nghiệm chiếc máy này bằng cách là băm nghiền sơ dừa. Và ở đây thì chúng ta đã chuẩn bị những quả dừa và bây giờ thì mình sẽ test với máy. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cắm điện. Các bạn bật công tắc. Đây là thành phẩm của chúng ta sau khi đã được nghiền, đã được băm. Với những cái sơ dừa như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng để trồng lan, trồng nấm hoặc là mình sẽ sử dụng để làm các chế phẩm sinh học. Ngoài băm nghiền trái dừa thì chúng ta có thể sử dụng để băm cây chuối, băm cỏ voi trong việc nuôi các loại động vật như là bò, như gà. Một sản phẩm cực kỳ là hữu ích, có ứng dụng cao trong đời sống, đáng rất đáng để chúng ta lựa chọn. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như mua hàng thì mọi người hãy liên hệ đến số hotline 024-3838-3456 hoặc là truy cập vào website maybocnhiet.vn để có những trải nghiệm thực tế về sản phẩm. Thì xin mời quý vị hãy ghé qua địa chỉ 258 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Chào tạm biệt.